Tổng thống Ukraine nói Nga tổn thất nặng nề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ý nghĩ rằng Nga đang thắng thế trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua chỉ là cảm giác và thực tế là Moscow đang phải hứng tổn thất nặng nề. Trả lời phỏng vấn tạp chí Economist ngày 1 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng có thể chúng tôi không thành công trong năm 2023 như mong muốn, có thể mọi thứ diễn ra không nhanh chóng như mọi người đang mong đợi, nhưng ý nghĩ Nga thắng thế chỉ là cảm giác. Ông cho biết Nga đã và đang phải chịu tổn thất nặng nề, tuy nhiên ông không nêu cụ thể. Ngược lại, ông cho biết Ukraine đã đạt được thành quả lớn với việc phá vỡ phong tỏa của Nga tại Biển Đen, khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc thông qua hành lang vận chuyển mới dọc vùng duyên hải phía Nam. Ông tiết lộ, trong năm 2024, trọng tâm của Ukraine sẽ là Crimea và Biển Đen. Cô lập bán đảo Crimea và làm suy yếu năng lực quân sự của Nga ở đó là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì đây là cách để chúng tôi giảm số lượng các cuộc tấn công từ khu vực đó, Tổng thống Zelensky cho hay. Tuy nhiên, ông nói rằng nhiệm vụ trước mắt của quân đội Ukraine là cuộc chiến trên bộ nhằm bảo vệ miền Đông, bảo vệ các thành phố trọng yếu ở cả miền Đông và miền Nam như Kharkov, Dnipro, Zabrychia, Kherson, Mykolaiv và bảo vệ hạ tầng quan trọng. Ông nhấn mạnh mọi thành công phụ thuộc vào hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Ông hối thúc các đồng minh, đối tác tiếp tục hỗ trợ Ukraine bởi vì nếu Kiev thua, Nga có thể mở rộng đạt tiến công tới các nước khác trong khu vực. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây đang gặp trở ngại, Ukraine cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thuyết phục thế giới rằng bảo vệ Ukraine có nghĩa là bảo vệ thế giới. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng Nga có thiện chí đàm phán chấm dứt xung đột, minh chứng là việc Moscow tiếp tục thực hiện những cuộc không kích dữ dội với Ukraine. Bất cứ lời kêu gọi nào của Nga nhằm chấm dứt xung đột, chỉ bởi vì họ không có đủ tên lửa, đạn và binh sĩ. Họ cần có khoảng nghỉ khôi phục lực lượng, sau đó họ tiếp tục tấn công tổng lực, ông Zelensky lập luận. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hòa đàm với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện Kiev phải chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, hay nói cách khác là Ukraine phải công nhận gần 18% lãnh thổ nước này đã thuộc sự kiểm soát của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng phải theo điều kiện của Moscow. Chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, nhưng chỉ theo điều kiện của chúng tôi, chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ lập trường của mình, Tổng thống Putin nói. Tổng thống Putin khẳng định, cục diện chiến trường đang thay đổi, bất chấp mọi viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây, ông cho biết, Nga sản xuất hiệu quả hơn toàn bộ phương Tây, về mặt quân sự, với sản lượng khí tài của Nga sẽ còn tăng hơn nữa. Tổng thống Putin, Nga muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng phải theo điều kiện của Moscow. Tổng thống Vladimir Putin hôm 1 tháng 1 cho biết Ukraine chỉ là một công cụ trong tay của phương Tây và được phương Tây sử dụng để chống lại Nga. Ông Putin đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm tới một bệnh viện quân y ở Moscow, nơi ông gặp các quân nhân Nga bị thương tại Ukraine. Khi được hỏi về sự hỗ trợ lâu dài của phương Tây dành cho Kiev, Tổng thống Putin cho biết giới lãnh đạo phương Tây mới là đối thủ thực sự của Nga, chứ không phải Ukraine vấn đề không phải là phương tây đang giúp đỡ đối thủ của chúng ta mà chính họ mới là đối thủ của chúng ta họ đang giải quyết vấn đề của chính họ bằng đôi tay của ukraine đó là tất cả những gì họ hướng tới ông putin nói theo ông putin điều này đã xảy ra trong nhiều thế kỷ và cho tới nay vẫn như vậy bản thân ukraine không phải là đối thủ của chúng ta những ai muốn phá hủy nhà nước nga muốn thấy sự thất bại chiến lược của nga trên chiến trường mới là đối thủ của nga ông putin nhấn mạnh ông putin cho rằng cuộc xung đột giữa nga và ukraine do giới lãnh đạo phương tây những người đang tìm cách đánh bại nga giàn dựng tuy nhiên tổng thống nga giải thích rằng phương tây đã không thể đạt được mục tiêu này và sự thất bại của họ đã thể hiện ở việc thay đổi giọng điệu về cuộc xung đột những người mới hôm qua còn nói về sự cần thiết phải gây ra thất bại chiến lược đối với nga thì giờ đây đang tìm kiếm những lời lẽ để kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột ông putin cho biết chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt nhưng chỉ theo điều kiện của chúng tôi chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ lập trường của mình, ông Putin tuyên bố. Tổng thống Putin cho rằng tình hình chiến trường đang thay đổi. Bất chấp mọi viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây, ông khẳng định Nga sản xuất hiệu quả hơn toàn bộ phương Tây về mặt quân sự, với sản lượng khí tài của Nga sẽ còn tăng hơn nữa. Mặc dù thực tế là từ xa xưa, phương Tây đã có mục tiêu đối phó với Nga, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ đối phó với họ trước, ông Putin nói. Theo ước tính mới nhất của Nga, hơn 380.000 binh sĩ Ukraine đã tử thương trong cuộc xung đột, Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị, với ước tính khoảng 14.000 xe tăng và các xe bọc thép khác bị phá hủy. Moscow cho biết gần 160.000 quân Ukraine đã không qua khỏi trong cuộc phản công do Kiev phát động vào đầu tháng 6 năm ngoái. Khoảng một năm trước, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng muốn tránh tổn thất nặng nề. Điện Kremlin sau đó lên tiếng giải thích rằng Tuyên bố của Tổng thống Putin về mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự tại Ukraine không có nghĩa là đề cập tới triển vọng đàm phán, mà là triển vọng đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến sự quân sự tại Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập tới là việc các vùng lãnh thổ gồm Zabrychia, Kherson, Lugansk, Donetsk sắp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sắp nhập năm 2014. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Ukraine sẽ phải hủy bỏ sắc lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với Nga nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của năm mới 2024 cũng là thời điểm các nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới gửi đến những thông điệp đến công dân của mình. Trong bài phát biểu đầu năm mới 2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ yếu nhấn mạnh đến sự đoàn kết và quyết tâm chung và ông cũng không còn đề cập tới cuộc chiến vì sống sót ở Ukraine và ông gọi những người đang ở vị trí chiến đấu đi đầu trong cuộc đấu tranh cho sự thật và công lý là anh hùng. Đồng thời nhấn mạnh rằng trái tim của người dân Nga luôn hướng về họ với sự ngưỡng mộ về lòng dũng cảm. <laughs> điểm khác biệt trong lần chào mừng năm mới này là ông putin không phát biểu trực tiếp nữa và cũng không xuất hiện trước những người lính như năm ngoái nữa hôm nay tôi muốn nói chuyện với các quân nhân của chúng ta tất cả những người đang ở vị trí chiến đấu đi đầu trong cuộc chiến vì sự thật và công lý các bạn là những anh hùng của chúng tôi trái tim chúng tôi hướng về các bạn chúng tôi tự hào về các bạn và ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các bạn tôi biết rằng giờ đây các bạn cảm nhận được tình yêu thương của những người thân yêu quý nhất sự ủng hộ chân thành mạnh mẽ của hàng triệu công dân nga sự ủng hộ của cả dân tộc. Chúng ta đã hơn một lần chứng minh rằng chúng ta biết cách giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất và sẽ không bao giờ lùi bước vì không có thế lực nào có thể chia rẽ chúng ta, làm chúng ta quên đi ký ức, niềm tin của cha ông và ngăn cản sự phát triển của chúng ta. Bài phát biểu của ông Putin đưa ra khi chỉ còn gần 3 tháng nữa là Nga tiến hành bầu cử Tổng thống và ông Putin là một trong những ứng cử viên. Đồng thời, trong vài tháng qua, nhà lãnh đạo Nga đã giảm bớt thông điệp mang tính dân tộc, gay gắt trước đây về Ukraine. Thay vào đó, ông Putin chuyển sang thu hút sự chú ý của công chúng nhiều hơn đến nền kinh tế và lạm phát, những vấn đề có thể được cử tri quan tâm hơn. Còn đối với Ukraine, nhà lãnh đạo nước này ông Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu đầu năm mới cho biết Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn trong việc vượt qua những khó khăn nghiêm trọng khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ hai nhưng trong video dài 20 phút của ông Zelensky được gửi từ văn phòng ở Kiev của ông, hầu như không đề cập trực tiếp đến tình hình ở chiến tuyến dài hơn 1.000 km hoặc những hạn chế của cuộc phản công được phát động vào tháng 6. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, chiến tranh đã dạy người Ukraine chống chọi với các cuộc tấn công của Nga và thích nghi với những khó khăn, bao gồm mất điện, hoạt động công nghiệp và các mối đe dọa với việc vận chuyển hàng xuất khẩu của nước này ukraine đang sống ukraine vẫn sống ukraine chiến đấu ukraine tiến lên ukraine vượt qua các chặng đường ukraine chiến thắng ukraine làm việc ukraine tồn tại và tất cả cùng nhau đây không phải là một phép màu năm mới không phải một câu chuyện cổ tích không phải phép thuật mà là công lao của mỗi người tôi mong tất cả những người vẫn còn do dự sẽ có một lựa chọn dũng cảm vào năm tới bảo vệ đất nước của mình làm việc vì nó giúp đỡ nó tìm thấy chính mình trên đất nước của mình bởi vì đây là nơi duy nhất trên trái đất mà chúng ta có thể tất cả đều nói là nhà của chúng ta